Trường tiểu học Trung Xuân Trầm. Hôm nay con sẽ giới thiệu về tác phẩm của con. Tác phẩm này con đặt tên là Làng quê vui vẻ. Trong làng quê này thì có 3 ngôi nhà, 4 cái cây và những vườn nhỏ. 3 ngôi nhà này thì con đã làm bằng bìa cắt tông và con đã tô màu lên. 4 cái cây thì con đã tận dụng từ bìa vỡ cũ của con. Còn những vườn nhỏ này thì con đã vẽ lên một tờ giấy và con tô màu lên cho sặc sỡ. Đây là một cái sân con đã tận dụng từ những hai bìa vỡ cũ của con tô màu xanh lá cây lên để cho nó